năm 2018 ghi nhận nhiều dấu ấn đột phá cho K-pop. Điều này hứa hẹn sự phát triển ấn tượng vào năm 2019 từ những cái tên nổi bật như BTS, Blackpink, Big Bang, NewEat. Sau đây là 9 hoạt động K-pop nổi bật năm 2019. 1. VOD tái xuất. Nhóm nhạc nam huyền thoại sẽ kỷ niệm 20 năm sự nghiệp hoạt động âm nhạc bằng album đặc biệt, bao gồm các sáng tác mới, kết hợp với những phiên bản mới của các hit đình đám từ trước đến nay của nhóm. Đáng chú ý nhất là ca khúc Rower được phối lại theo thị hiếu âm nhạc mới với sự góp giọng của những gương mặt K-pop nổi bật như IU, Henry, Jovina hay Yang Dahai, Urban Yakapa. Điều này thể hiện quyết tâm chinh phục những tầng lớp thính giả khác của nhóm nhạc kỳ cựu. 2. G-Friend phát hành album. Nhóm nhạc nữ sở hữu nhiều sản phẩm âm nhạc được đông đảo khán giả yêu thích, khởi đầu năm mới 2019 với album đầy đủ thứ hai trong sự nghiệp mang tên Time For Us. Album thể hiện sự pha trộn của vẻ ngoài thanh tao với dung cảm táo bạo trong hình ảnh. Đĩa đơn Sunrise được sáng tác bởi các nhà sản xuất đứng sau bản hit 2018 của nhóm Time For The Moon Night. Trước đó, G-Friend đã lên lịch cho 4 buổi hòa nhạc vào tháng 3. Đặc biệt, hai single tiếng Nhật dự kiến ra mắt vào dịp Valentine. 3. Astro ra mắt. Nhóm nhạc nam đang nổi nhanh chóng được Billboard hứa hẹn đạt thành tích ấn tượng vào đầu năm với album đầu tiên All Night. Mới đây, nhóm đã chia sẻ bản teaser album của tất cả 10 bài hát chính thức. All Night, ca khúc chủ đề được chọn làm single đầu tiên, được phát hành vào ngày 16 tháng 1. 4. Seventeen phát hành album mở rộng thứ 6. Seventeen dự kiến phát hành EP, đĩa mở rộng thứ 6, You Made My Down, vào ngày 21 tháng 1 năm 2019. Nối tiếp sau là MV Getting Closer. Với loạt dự án, nhóm nhạc nam gồm 13 thành viên đã sẵn sàng để bắt đầu năm 2019 đầy ấn tượng. Lần này, các chàng trai cũng thể hiện một khía cạnh khác của bản thân trong vai trò sáng tác cùng sự khám phá các thể loại nhạc khác nhau. 5. Tiffany Zhang tung album. Đầu tháng 10 năm 2017, ba thành viên Seohyun, Tiffany và Su Zhang quyết định không ký tiếp hợp đồng và rời khỏi SM. Sau khi rời SNSD, Tiffany Zhang có những bước tiến lớn để trở thành thần tượng solo với hai đĩa đơn Peppermint và Lips on Lips. Đầu năm 2019, Zhang tiếp tục phát hành album gồm 5 ca khúc. Sau khi tiết lộ loạt hình ảnh mới đầy táo bạo trên các phương tiện truyền thông, nữ ca sĩ cũng tiết lộ album sẽ thể hiện góc nhìn sâu sắc hơn về những biến cố trong quá khứ đã giúp bản thân trưởng thành như hiện tại. 6. Hướng đi mới của BTS. Sau 2 album đứng vị trí thứ nhất trên Billboard 200 và vô số thành quả xuất sắc trong năm 2018, BTS trong 2019 chắc chắn sẽ không dễ dàng vượt qua được những thành tích đó. Tuy nhiên, khán giả vẫn đặt cho nhóm nhiều kỳ vọng nhờ sức hút vốn có và lực lượng ARMY hùng hậu. BTS vẫn có thể theo kịp tốc độ phát hành ấn tượng của họ vào năm 2018 bằng việc phát hành thêm các sản phẩm âm nhạc bằng tiếng Nhật, các bản phối solo hay đĩa đơn tiếng Anh với Steve Aoki. Một số người hâm mộ suy đoán, sự yên tĩnh của BTS trong những ngày đầu năm qua là để chuẩn bị cho sự trở lại đầy hứa hẹn. 7. Blackpink ra mắt tại Mỹ và kế hoạch solo. Tháng 1, Blackpink sẽ tham gia biểu diễn tại Coachella Festival 2019, sự kiện âm nhạc ngoài trời nổi tiếng nhất thế giới, được tổ chức tại California. Sự kiện này cũng là buổi ra mắt tại Mỹ của nhóm. Ngoài ra, YG Entertainment cũng chia sẻ kế hoạch phát hành sản phẩm âm nhạc solo của mỗi thành viên sau thành công nổi bật của Jennie với solo. Từ tháng 1 đến tháng 3, Blackpink cũng có tour diễn Blackpink In Your Area với tổng cộng 13 ngày diễn vòng quanh châu Á. 8. NewEat trở lại với đội hình đủ 5 thành viên. NewEat đã có khoảng hơn 1 năm hoạt động với tiểu đơn vị NewEat W gồm 4 thành viên. Hwang Min Hyun khi đó tham gia quảng bá với 101. Mới đây, khi 101 tan rã, truyền thông đưa tin xác nhận với khán giả Min Hyun sẽ sớm trở lại với ban nhạc của mình. Trước đó, NewEat W đạt đến tầm cao mới khi xuất hiện trên bảng xếp hạng Billboard
với sự trở lại của đội hình 5 thành viên, nhóm hứa hẹn sự phát triển bùng nổ vào năm 2019. 9. Thành viên Big Bang Solo. 2019 sẽ là thời điểm 4 thành viên Big Bang gồm G-Dragon, Taeyang, Daesung và Top hoàn thành quá trình phục vụ nghĩa vụ quân sự. YG Entertainment lập tức úp mở kế hoạch âm nhạc đánh dấu sự trở lại của ban nhạc huyền thoại và cả kế hoạch solo từng thành viên, ngoại trừ Sungri đã bắt đầu kế hoạch nhập ngũ. Việc các thành viên trở lại với âm nhạc khiến khán giả không khỏi mong đợi một sự kiện lớn được diễn ra vào 2019. Nếu thích video này, các bạn hãy like, share và comment để tạo động lực cho chúng tôi làm thêm nhiều video thú vị khác nữa nhé!